Chương 4, phần 1. Trong giờ làm, Đàm Tĩnh nhận được điện thoại của đồn công an. Vốn dĩ điện thoại trong cửa hàng không được dùng vào mục đích cá nhân khi đang làm việc. Nhưng nhân viên nghe điện thoại, thấy báo đầu bên kia là đồn công an muốn tìm Đàm Tĩnh, liền giật bắn cả mình, vội vàng gọi Đàm Tĩnh ra nghe điện thoại. Đàm Tĩnh cũng hết cả hồn, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã nghe thấy đầu dây bên kia hỏi: "Cô là vợ của Tôn Chí Quân?" "Vâng." Đàm Tĩnh hơi hoang mang. "Tôn Chí Quân có chuyện gì vậy? Anh ta sao rồi?" "Anh ta chẳng sao cả. Cô đến đồn công an làm thủ tục đi." Đàm Tĩnh càng thêm hoang mang, nhưng đầu bên kia không để cô hỏi nhiều, chỉ thông báo vắn tắt cho cô địa chỉ, rồi lập tức tắt máy. Đàm Tĩnh đành phải muối mặt đi tìm quản lý xin nghỉ. Quản lý đang chuẩn bị chuyển lên tổng công ty, đích thân quản lý khu vực đến cửa hàng thông báo. Đây có thể coi là một chuyện vui lớn, bởi từ vị trí quản lý cửa hàng tiến thẳng lên tầng lớp lãnh đạo của tổng công ty, phải nói là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Mấy khu vực lớn trên cả nước về cơ bản chưa bao giờ nghe thấy có chuyện đặc cách thăng chức vượt cấp như vậy. Vì thế, ngay cả cửa hàng trưởng cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Mấy hôm nay, quản lý rất vui. Đàm Tĩnh lập cập theo anh xin nghỉ, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều nên đã đồng ý luôn. Đàm Tĩnh đổi 3 lần xe bus mới đến được đồn công an, đúng lúc đang tan làm. Bảo vệ không cho cô vào, cô cuốn quýt nài nỉ: "Anh ơi, tôi xin nghỉ cả ngày làm để đến đây. Nếu ngày mai đến nữa, sợ rằng tôi không xin nghỉ được. Xin anh cho tôi vào đi." Bảo vệ thấy mái tóc cô ướt nhẹp, dính chặt vào trán, đôi mắt tha thiết nhìn anh van nài, trông vô cùng tội nghiệp. Tuy anh đã quen với đủ thể loại người, nhưng vẫn thấy cô gái này quả thực rất đáng thương. Cuối cùng, anh thoáng do dự nói: "Để tôi gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, xem đã về chưa. Cô đến tìm cảnh sát Trương, đúng không?" Đàm Tĩnh gật đầu lia lịa. Bảo vệ liền nhấc điện thoại lên nói qua loa vài câu, rồi quay lại bảo cô: "Cô đăng ký nhanh lên, coi như cô gặp may đấy, cảnh sát Trương vẫn chưa về." Dứt lời, anh ta đưa cho cô quyển sổ đăng ký. Đàm Tĩnh rối rít cảm ơn, rồi nhanh chóng đăng ký. Sau đó đi về phía bảo vệ chỉ, tiến thẳng đến phòng làm việc của cảnh sát Trương. Đàm Tĩnh lần đầu tiên đến đồn công an, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Lên lầu tìm đến phòng làm việc, cô thập thò ngoài cửa, thấy giữa căn phòng rộng thênh thang có mấy người dáng dấp giống cảnh sát đang đứng. Bèn lấy hết dũng khí hỏi: "Xin hỏi ai là cảnh sát Trương ạ?" "Trương Minh Hằng, tìm anh này." Một viên cảnh sát lên tiếng gọi. Cảnh sát Trương nghe tiếng liền quay lại, nhìn cô một lượt như đánh giá rồi hỏi: "Cô là vợ của Tôn Chí Quân?" Thấy Đàm Tĩnh gật đầu, cảnh sát Trương nói: "Tôn Chí Quân ẩu đả với người khác, đánh gãy sống mũi của người ta. Bây giờ họ đến báo án, đợi có kết quả kiểm tra thương tật, có lẽ anh ta sẽ bị giam giữ khoảng 15 ngày theo quy định xử phạt về an ninh trật tự." Đàm Tĩnh thấy đầu ong lên, mắt hoa hết cả, người mềm nhũn ra như sắp ngất liệm. Cô phải vịn vào tường gượng đứng cho vững. "Sao anh ấy lại đánh nhau với người ta?" "Cô hỏi tôi hỏi ai?" Cảnh sát Trương nói: "Nghe nói người bị thương là đồng nghiệp với anh ta, đương đương một người đàn ông, thế mà lại chỉ biết vung nắm đấm lên đánh người." Nói rồi anh ta chỉ vào góc tường. Đàm Tĩnh lúc này mới thấy Tôn Chí Quân đang bị còng vào ghế, quỳ gằm mặt xuống không nói năng gì. Trên người anh vẫn mặc đồng phục công ty, có điều trên áo còn lấm tấm vết máu. Không biết trên người anh có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia. Đàm Tĩnh vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải. Cảnh sát Trương nói: "Hỏi anh ta địa chỉ, điện thoại liên lạc của người nhà." Anh ta chẳng chịu nói gì cả. Cuối cùng phải nhờ đến phòng nhân sự ở công ty anh ta mới tìm được số điện thoại của cô. Tiền viện phí các thứ của người ta, cô xem làm thế nào thì làm đi. Đàm Tĩnh mặt trắng bệch hỏi nhỏ: "Phải mất bao nhiêu tiền viện phí ạ?" "Làm sao tôi biết được?"
Cảnh sát Trương có vẻ vừa tức vừa buồn cười. Người bị thương kia tên là Phùng Cánh Huy, vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kia kia. Thôi, thôi, đã giúp thì giúp cho chót, để tôi chỉ cắt cho cô. Cô đến bệnh viện tìm Phùng Cánh Huy, bồi thường tiền viện phí các thứ cho người ta. Nếu người ta không truy cứu thì chồng cô cũng không bị giam giữ nữa. Đàm Tĩnh bây giờ mới vỡ lẽ. Cô vốn không ngốc, chẳng qua sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cô cuống quá đâm ra lú lẫn mà thôi. Nghe cảnh sát Trương nói, biết anh có lòng tốt chỉ bảo mình, cô vội vàng cảm ơn rối rít. Tôn Chí Quân từ lúc cô bước vào cửa không hề ngẩng đầu lên, lúc này lại đanh thép buôn một câu: tôi không có tiền bồi thường. Cảnh sát Trương chẳng những không tức mà còn cười nói: anh có bản lĩnh nhỉ, đánh người ta lại còn không có tiền đền. Không có tiền đền sao anh lại còn đánh người ta chứ? Đàm Tĩnh chợt thấy đau lòng, cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cô kéo tay viên cảnh sát nói: anh đừng chấp anh ta, để tôi đến bệnh viện. Cảnh sát Trương thấy mắt cô đỏ hoe, quay lại nhìn bộ dáng Tôn Chí Quân, liền hiểu ngay tình cảnh giữa hai vợ chồng. Anh làm việc ở đồn công an, cứu vợ chồng như thế này đã gặp quá nhiều. Thường thì chồng gây chuyện ở ngoài, cuối cùng người vợ yếu đuối phải ra mặt giải quyết hậu quả. Anh chợt thấy đồng cảm với người phụ nữ, bèn cho Đàm Tĩnh biết địa chỉ bệnh viện, còn nói thêm: theo tôi, cô cứ mặc kệ, giam cho anh ta 10 ngày nửa tháng cũng tốt, thứ người gì vậy không biết. Đàm Tĩnh nghẹn ngào cảm ơn cảnh sát Trương, rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Tuy lúc này đã tắt nắng, nhưng không khí trong thành phố vẫn oi nồng khó chịu. Đàm Tĩnh đang sốt ruột, nhưng sau khi đến bệnh viện, cô nghỉ ngơi một lát rồi chạy qua bên đường mua lãng hoa quả. Lãng hoa quá gần bệnh viện đương nhiên là đắt, nhưng cũng không kén chọn được nhiều như thế. Khu vực cấp cứu của bệnh viện có lắp điều hòa, có điều người đông quá, mùi mồ hôi, mùi thuốc trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện càng khiến cho người ta khó chịu. Bệnh viện quá lớn, Đàm Tĩnh phải hỏi bàn chỉ dẫn mới tìm được phòng theo dõi của khoa ngoại. Vừa đúng lúc gặp vợ Phùng Cánh Huy đến bệnh viện đưa cơm, hai người họ đang ngồi trên giường bệnh ăn cơm. Đàm Tĩnh tiến lại rụt rè giới thiệu thân phận và ý định của mình. Phùng Cánh Huy còn đỡ, nhưng vợ của Phùng Cánh Huy vừa nghe cô là người nhà của Tôn Chí Quân, lập tức vứt đôi đũa xuống, nhảy dựng lên mắng té tát: chồng cô bị thần kinh à? Vô duyên vô cớ vung tay đánh người, đánh gãy cả sống mũi của chồng tôi rồi. Tôi cho cô biết, bên công an đã nói, chúng tôi có thể đến tòa kiện anh ta tội cố ý gây thương tích. Lần này tôi nhất định không tha cho các người. Chồng tôi đang yên đan lành, bị các người đánh thành ra thế này, phải nằm viện đến nửa tháng. Các người cứ chờ đấy mà đi hầu tòa. Đàm Tĩnh chỉ biết cười hối lỗi. Cô lấy tất cả tiền trong túi ra nói: tôi đến đưa tiền viện phí, xin lỗi đã để chị phải trả trước tiền đặt cọc. Tôi cũng không biết bệnh viện bắt phải nộp bao nhiêu tiền, hôm nay đi vội quá, không đem theo sổ tiết kiệm. Số tiền này xin chị nhận trước, tôi biết là không đủ. Ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền, rồi sẽ gửi chị tiếp. Ai cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của các ngươi? Vợ Phùng Cánh Huy dùng sức đẩy Đàm Tĩnh, dúi lãng hoa quả bên cạnh vào tay cô, rồi tống cô ra cửa. Trong phòng theo dõi có khoảng mười mấy giường bệnh, lại đúng vào giờ cơm trưa, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều chăm chú theo dõi cuộc cãi vã vừa rồi. Đàm Tĩnh vừa xấu hổ vừa lo lắng. Cô vốn không khéo nài nỉ van cầu người khác, chỉ biết cầm lãng hoa hoa quả trong tay, tiến thoái lưỡng nan. Vợ Phùng Cánh Huy chẳng buồn để ý đến cô nữa, ngồi phịch xuống ăn cơm. Phùng Cánh Huy ngẩng lên nhìn cô mấy lần, bị vợ bắt gặp, chị ta càng thêm tức giận, quát lớn: nhìn cái gì mà nhìn? Thấy người ta xinh đẹp mềm lòng rồi à? Tại sao chồng người ta chẳng đấm cho vỡ cả mũi, đũa mốc lại đòi chòi mâm son? Chị ta mắng vậy, làm mọi người trong phòng theo dõi càng đổ dồn mắt về phía Đàm Tĩnh. Cô chưa bao giờ trải qua cảnh ngộ này, nên mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không sao đứng đó được nữa.
đành xách lẵng hoa quả siêu vẹo bước đi. Lúc lên cô đi thang máy. Từ phòng theo dõi đi ra, đáng lẽ cô phải đi dọc hành lang rồi rẽ trái. Nhưng cô mãi nghĩ ngợi, vừa lo nhà họ Phùng không chịu hòa giải, vừa lo ngày mai không biết số tiền dành dụng có đủ nộp viện phí hay không, lòng như lửa đốt. Cô cứ mơ mơ màng màng đi dọc hành lang mãi như thế. Mấy tòa nhà lớn trong bệnh viện đều giống nhau, giống như mê cung vậy. Rẽ vào một lối rẽ không tìm thấy thang máy. Bây giờ cô mới biết mình đã đi lầm đường. Nếu quay trở lại, lại phải đi qua phòng theo dõi, cô thật sự không có dũng khí đến người nhà họ Phùng trông thấy mình lần nữa. Nhìn thấy phía trước có biển chỉ dẫn, cô liền đi thẳng về phía cửa thoát hiểm. Đi đến chỗ cửa thoát hiểm, cô mới phát hiện ra ở đó còn một cái thang máy nữa. Cô không biết mình đã đi dọc hành lang bao xa, chỉ thấy bốn bề vắng tanh, ánh đèn điện lấp loáng rọi xuống sàn đá hoa. Nơi này không ồn ào hỗn loạn như những chỗ khác. Như thế này cũng tốt. Cô vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa ấn nút thang máy. Cô định đi bộ xuống phía cửa thoát hiểm, nhưng chạy đôn chạy đáo từ chiều đến giờ, cơm tối chưa ăn, miệng đắng ngắt, chân mỏi rã rời. Thật sự là không nhấc nổi chân lên nữa. Đến lẵng hoa quả đó cũng trở nên nặng trĩu, làm đau buốt ngón tay cô. Cô đành ôm lẵng quả trước ngực, tự nhủ lòng không được khóc. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thì tất cả sẽ qua hết. Ngày mai nhất định cô sẽ nghĩ ra cách. Mỗi tuyệt vọng cô đều an ủi mình như vậy. Chuyện xấu xa khổ sở đến đâu cô cũng đã từng trải qua rồi, còn chuyện gì cô không chịu đựng được nữa cơ chứ. Thang máy tinh một tiếng, hai cánh cửa từ từ mở ra. Cô ôm lẵng quả, sững sờ nhìn người trong thang máy. Tuy rằng chuyện xấu xa, chuyện khổ sở đến đâu cô cũng trải qua rồi, tuy rằng cô luôn cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua đi, tuy rằng cô đã cố ngụy trang để che giấu vỏ bọc mềm yếu của mình, tuy rằng cô không hề kiên cường, nhưng cô luôn phải kiên cường đối mặt với tất cả. Chỉ có điều cô không thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh. Anh đứng ngay giữa thang máy, hình như cũng không ngờ là sẽ gặp cô. Có điều chỉ vài giây sau, anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Chiếc áo blues khoác trên người anh hệt như một tấm áo giáp tinh tế nhất. Toàn thân anh toát lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao. Cả con người dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm xuyên cô, mổ xẻ cô, khiến cô không trốn đi đâu được. Anh đứng trong thang máy, nhìn cô như một người xa lạ. Hiện giờ, đối với anh, cô thật sự chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi. Khi nghe thấy tên bệnh viện này, lẽ ra cô phải biết rằng sẽ có thể phải chạm trán với Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng cả bệnh viện to như vậy, hàng nghìn hàng vạn bệnh nhân, cô cứ ôm một tia hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Huấn hồ anh làm ở khoa ngoại tim mạch, chắc khó có thể xuất hiện ở khoa cấp cứu. Vận khí của cô luôn luôn đen đuổi như vậy. Oan gia ngõ hẹp, những lúc khó khăn nhất, khổ sở nhất, cô luôn luôn gặp anh. Lần cuối khi chia tay, anh đã từng nói: "Đàm Tĩnh, cô tưởng rằng thế là xong ư?" Anh nói đúng. Số mình chẳng bao giờ biết thương xót ai. Cô không có cách nào né tránh, cũng không có cách nào chạy trốn. Cô đã sai, đây là báo ứng của cô. Đôi giày của Nhiếp Vũ Thịnh lướt ngang qua cô. Anh không hề nhìn cô thêm lần nào nữa, chỉ cắm cúi đi thẳng về phía trước. Cô túm lấy cánh cửa thang máy, hai chân mềm nhũn, bóng tối như thủy triều âm thầm ập đến dịu dàng ôm lấy cô vào lòng. Đàm Tĩnh cảm thấy như đang mơ thấy cơn ác mộng, giống ngày cô sinh em bé vậy. Bác sĩ, y tá đều vây xung quanh cô. Chỉ nghe thấy bác sĩ nói: "Nhanh, băng huyết, mau đi lấy máu." Tiếng bác sĩ đỡ đẻ vừa gần vừa xa, tiếng trẻ con khóc cũng vừa gần vừa xa, trong khi toàn thân cô lạnh buốt như bị rơi xuống hố băng, không đủ sức giơ ngón tay lên nữa. Ý thức dần dần mất đi, cô không thấy tiếng khóc của con trẻ. Lúc đó cô đã cận kề cái chết.
Nhưng trong tiềm thức, cô biết rằng mình không thể chết. Nếu như mình chết rồi, đứa trẻ sẽ không còn mẹ. Vì thế cô nhất định phải sống. Vì con, cô nhất định phải sống. Ý thức dần dần khôi phục, nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Bèn thều thào hỏi, em bé đâu rồi? Thật ra cô nhớ bác sĩ đỡ đẻ thông báo với mình rằng đứa bé được đưa vào lồng kính rồi. Nhưng dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, cô vẫn cố gượng không chịu ngủ, thều thào hỏi lại lần nữa, em bé đâu rồi? Chẳng ai thèm để ý đến cô. Y tá vội vàng chạy ra ngoài trong vầng sáng mờ mờ. Cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Cô biết mình đã nhìn nhầm. Nếu không, cô không thể thấy Nhiếp Vũ Thịnh được. Giữa lúc sống chết cách nhau gang tấc, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, dường như cô đã nhìn thấy anh. Trông thấy anh, cô liền nghĩ, quả nhiên mình sắp chết rồi. Cô luôn cho rằng mình sẽ nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ đã ở sẵn trên thiên đường chờ cô. Cô có thể đoàn tụ với mẹ, vì thế mà cô mới nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh chăng? Khuôn mặt Nhiếp Vũ Thịnh một lúc một rõ, mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn. Ý thức cô từ từ khôi phục. Cô không phải nằm trong phòng đẻ, tuy đây cũng là bệnh viện, nhưng tất cả đều rất rõ ràng, chứ không phải là mơ. Đứng cạnh Nhiếp Vũ Thịnh là một nữ bác sĩ. Cô ta chậm rãi nói, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Đã cảm nắng lại còn hạ đường huyết, chưa ăn tối đúng không? Hôm nay may mà cô ngất trong bệnh viện chúng tôi. Cũng may là có người bên cạnh. Cô lại ngã đúng cửa thang máy. Nếu chậm một chút nữa, cửa thang máy sẽ kẹp chặt lấy cổ cô thì nguy hiểm lắm. Bây giờ Đàm Tĩnh mới hiểu ra, không phải là cô nằm mơ thấy ác mộng, mà là ngất xỉu bên cạnh thang máy. Nữ bác sĩ lại hỏi, điện thoại ở nhà là bao nhiêu? Thông báo cho một người đến chăm sóc cô. Vừa truyền cho cô một chai glucose, phải quan sát 2 tiếng nữa mới được về. Cô có bảo hiểm không? Gọi người nhà cô đến nộp viện phí. Không, không cần, tôi tự đi nộp tiền. Đàm Tĩnh có lẽ ngại ngùng luống cuống, giọng vẫn còn khàn đặc, đầu lưỡi đắng ngắt. Tôn Chí Quân vẫn còn bị giam ở đồn, không có ai đi nộp tiền thay cô được cả. Có lẽ chính anh ta đã báo cho bác sĩ đưa cô đi cấp cứu, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt. Cô đã không còn bất cứ mộng tưởng ảo huyền nào. Cô cũng không thể kỳ vọng anh là người cứu mình. Có thể Nhiếp Vũ Thịnh bị ảnh hưởng bởi sự tu dưỡng của bản thân và đạo đức bác sĩ. Dù nhìn thấy một người xa là ngất xỉu ở đó, anh cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Được, tôi gọi y tá tới. Nữ bác sĩ gật đầu với Nhiếp Vũ Thịnh. Bác sĩ Nhiếp, người này không việc gì nữa rồi. Rồi lại nói với Đàm Tĩnh, đây là bác sĩ Nhiếp ở bệnh viện chúng tôi. Chính anh ấy đã cứu chị. Chị cảm ơn người ta đi. Cảm ơn. Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không thể nghe thấy. Nhiếp Vũ Thịnh không thèm nhìn cô, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, thậm chí chẳng buồn đáp lại. Chỉ nói với bác sĩ kia, tôi lên phòng mổ đây. Trong người Đàm Tĩnh chỉ mang hơn có 200 tệ. Y tá mang tờ hóa đơn đến cho cô. Ngoài truyền glucose, còn làm xét nghiệm máu thường quy, tổng cộng hết hơn 300 tệ. Tuy cửa hàng cũng có làm thẻ bảo hiểm cho nhân viên, nhưng cô lại không mang theo thẻ bảo hiểm. Đàm Tĩnh không có cách nào, đành mượn di động của bệnh nhân bên cạnh gọi cho Vương Vũ Linh. Ai ngờ di động của Vương Vũ Linh lại tắt máy. Cô hốt hoảng nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra một ai có thể cho cô vay tiền cả. Chai glucose đã truyền hết, y tá đến rút kim truyền ra, giục cô đi trả tiền. Đàm Tĩnh đành cắn răng hỏi, xin hỏi điện thoại của bác sĩ Nhiếp là bao nhiêu? Cô y tá biết cô được bác sĩ Nhiếp đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó, bác sĩ Nhiếp bế cô xông vào phòng cấp cứu, mặt anh tái nhợt, khiến mọi người trong khoa cấp cứu cứ đều giật nảy mình. Còn tưởng rằng bệnh nhân này là người nhà, hay thậm chí là người yêu của Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Lúc bác sĩ Hoắc phụ trách cấp cứu đo huyết áp cho cô, Nhiếp Vũ Thịnh cứ ngây người như gỗ,
hai tay nắm chặt vào nhau. Phó chủ nhiệm phòng cấp cứu thấy tình hình như vậy, còn phải chạy lại hỏi thăm. Các cô y tá đều thắc mắc, thầm nghĩ bác sĩ Nhiếp trước nay luôn là người điềm đạm, vậy mà lần này là cuống quýt lo lắng như thế. Không lẽ nữ bệnh nhân làm mặt này đúng là bạn gái của anh? Thế nhưng nhìn ra có vẻ không giống. Các y tá đều tò mò về nữ bệnh nhân này. Nào ngờ sau khi lên tiếng kiểm tra xong, thấy bảo cô không sao. Lúc hỏi tên bệnh nhân để ghi vào bệnh án, Nhiếp Vũ Thịnh lại nói là không quen biết, thấy cô ngã ở gần thang máy nên cứu mà thôi. Không quen nên không biết tên, bệnh sử không rõ, tuổi tác không tường. Trường hợp như vậy xảy ra quá nhiều. Các bệnh viện to thế này, thường xuyên có người ngất xỉu ở cửa ra vào, hay thậm chí trong hành lang phòng cấp cứu của họ cũng chẳng lạ lẫm gì. Lúc nói không quen biết, giọng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lạnh lùng như thường ngày. Bác sĩ Hoắc nhìn cách ăn mặc tràn điểm của bệnh nhân, thầm so sánh với hoàn cảnh của gia đình khá giả như bác sĩ Nhiếp, thấy quả là hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhiếp Vũ Thịnh đã nói không quen biết, đương nhiên là không quen biết thật. Cô y tá thấy Đàm Tĩnh hỏi số điện thoại của bác sĩ Nhiếp, liền bĩu môi nói, thôi không cần đâu, bác sĩ Nhiếp đi mổ rồi, hôm nay anh ấy có ca mổ cấp cứu, may cho cô đấy. Gặp đúng lúc bác sĩ Nhiếp đi chung thang máy lên phòng mổ cấp cứu. Vừa nãy cô chẳng cảm ơn anh ấy rồi còn gì, tìm anh ấy làm gì nữa. Đàm Tĩnh không có cách nào khác, đành ấp úng nói, Tôi không mang đủ tiền. Cô y tá nói, thế thì gọi điện kêu người nhà cô đến. Ở nhà không có ai, thì gọi cho họ hàng bạn bè. Ánh mắt cô y tá trở nên nghiêm khắc. Tổng cộng hơn 300 tệ, cô cũng không có à. Đàm Tĩnh nuốt lại câu mình định nói, lý nhí, tôi chỉ mang có hơn 200 tệ. Cô y tá dường như đã quá quen với những hoàn cảnh như thế này, bèn nói, thế thì không được, tìm người nào mang tiền đến đây cho cô. Đàm Tĩnh gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên nói, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một lát không? Cô y tá thoáng ngây người rồi lôi điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm, thời buổi này còn có người không có di động. Bên cạnh có người tháo kim truyền, cô ta vội qua bên đó tháo kim truyền cho người ta. Đàm Tĩnh không có lòng dạ nào để ý đến thái độ lằn nhằn của cô y tá đó. Chờ cô ta đi khỏi, cô liền nhấn từng phím điện thoại, vẫn là dãy số 136 ở đầu. Rất lâu về trước, Nhiếp Vũ Thịnh dùng số này. Sau này anh ra nước ngoài, số này chắc đã khóa từ lâu rồi. Thật ra cô vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng mình chỉ là đang hoang tưởng mà thôi.